Bác đi rồi. Ông chào ạ, ông chào đi rồi. Bên em về con Wes nhá. Wes 31. Siêu đẹp. 31 nha. Đấy, máy rất là chất. Mới về cách đây 2 ngày thì bên em bắt đầu dọn dẹp. Đấy, sơn xiết cả bong chóc là chuyện bình thường nha. Nó nổ ra như này này. Đấy. Nó nổ sơn. Sơn này nó nổ này. Chuyện bình thường của xe bãi. Thì những chiếc như vậy mới gọi là những chiếc tinh chất và những chiếc đẹp. Đây, trong kia đựng bong chóc kìa. Đấy. Xe bãi về là như này nha. Mọi người coi cho kỹ, được lao lâu ủng hộ. Con xe rất là chất, rất là đẹp. Đây. Đây là bơm ben và bơm trợ lực lái. Củ đề còn nguyên màu. Lốc dập nổi. Cầm cầu. Tuyệt đỉnh nha. Học đầy màu luôn. Ốc này vừa dọn rồi ạ. Cầu lốp về nó nứt thì bên em đã thay lốp mới luôn, lốp Otani nha. Đấy, 7/16. Đây, 7/16 lốp Otani của Ấn Độ. Rồi, đây mâm DID Japan. Mâm sau nguyên rin nha. Lốp bên đây cũng thay luôn, cặp lốp Tyrone của Hàn Quốc cho nó đẳng cấp luôn, lốp gai móc. Đẹp tuyệt vời. Bác nào sở hữu con này là được 4 cái lốp là mới tinh. Đây, cầu đùi sau này. Đây. Khô ráo sạch sẽ. Con này máy rất là chất nha. Mọi người yên tâm. Chưa rửa sạch nha, mọi người thông cảm. Rồi bên em sẽ cố gắng dọn dẹp cho nó sạch hơn. Có bên nghiêng nha. Có bên nghiêng. Có kiếm. Đấy, đang khâu dọn rửa thì quay lên cho mấy bác coi. Đây có tem logo, có biểu tượng con rắn luôn này. Của Nhật Bản này. Rất là hay. Đấy, US31. Bên em sẽ dọn dẹp cho nó đẹp hơn nữa nha. Nhưng cái này cũng chưa hài lòng. Đây. Dè đây là chưa hề dính bụi bẩn hay gì luôn. Ghê thiệt. Đấy. Toàn bộ trong đây còn đấy, nó đi chưa bị tì bùn luôn. Con US31 mới chạy 815 giờ. Rất là đẹp. Bếp kim. Hai cầu trợ lực lái. Bếp kim nha. Thì đang trong quá trình hoàn thiện nha. Đang trong quá trình hoàn thiện em đó. Cho mọi người coi để tham khảo. Bên em mấy cái này cũng đưa ra sơn lại cho nó đẹp nha. Nó đổi màu rồi. Cũng dập lại một chút. Đấy, rất là đẹp. Đấy, bên Nhật nó cần ký này. Đó. Số này. Đánh dấu số lên đây hết ạ. Mã số đủ các thứ hết. Rồi, ok. Bàn chân này. Vẫn là bàn chân huyền thoại. Màu con này nguyên rin, chưa dặm vá chỗ nào. Nước. Đây. 309. 329.
Chạy 815 giờ. Con xe hoàn thiện từng chi tiết. UFO. Khóa thắng. Bài bản nha. Rồi, để em test nổ nó lên. Để mọi người coi để tham khảo. Được là alo. US31 nha. Đẹp tuyệt vời. Một nhịp một là nổ thôi. Lái nha, nhẹ hều thôi. Lái quét là sướng nhất. Không có dòng nào mà lái bằng sướng bằng quét hết. Rồi, động cơ ba máy nha. Cực fit. Bác nào được thì alo. Rồi bên em sẽ hoàn thành. Nốt cái tác phẩm này là được, là cho em nó lên đường. Có mùi máy, có gương đầy đủ hết nha. Có đầu đèn đầy đủ hết á, không thiếu món gì đâu. Rồi, ok mấy bác. Được thì mấy bác alo, giao web không báo qua điện thoại nha. Rồi ok mấy bác, cảm ơn mấy bác đón coi video.